Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 2 tập 2 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập. Bài số 1 tính nhẩm. 2 ra chia 2 là được 1. 5 chia 5 là bằng 1. 4 chia 2 là bằng 2. 20 ra chia 2 là bằng 10. 50 ra chia 5 là bằng 10. 25 ta chia 5 là được 5. 18 ta chia cho 2 là được 9. 35 ta chia 5 là được 7. 45 ta chia 5 là được 9. Bài B. Chọn một phép chia ở phần A và nêu số bị chia, số chia thương của phép chia đó. Chọn cái này ha. Như đây là số bị chia. Số 2 là số chia. Và số 10 này là thương. Bài số 2. Cho phép nhân nêu hai phép chia thích hợp. 2 nhân 8 là bằng 16. Nhà ta lấy 16 ta chia cho 2 là bằng 8. Rồi chỗ này chúng ta sẽ lấy 16 ta chia cho 8 là bằng 2. 5 nhân 7 là bằng 35. Nhà ta lấy 35 ta chia cho 5 là bằng 7, hoặc là 35 ta chia cho 7 là bằng 5. Bài số 3. Lớp 2C có 20 học sinh. Các bạn dự kiến phân công nhau cùng dọn vệ sinh lớp học. Gọi là 20 bạn phân công nhau. Trả lời các câu hỏi. Câu A. Nếu chia đều thành hai nhóm thì mỗi nhóm có mấy bạn? Vậy là 20 mà ta chia đều hai nhóm. Vậy là mỗi nhóm là có 10 bạn. Nếu chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 bạn thì cả lớp có bao nhiêu nhóm? Vậy là 20 ta chia cho 5 là bằng 4 nhóm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.